nếu mà người không tin thiện nhân thiện quả, họ làm ác nhân ác quả, tuy rằng họ không tin mà họ làm thì nó vẫn đến với họ. Nhưng mà cái tội này nó càng chồng thêm tội, tội nhiều lắm, bởi vì mình không biết cho nên thành ra mình cứ phạm. Nghe đến cái việc là bây giờ mình ăn thịt chúng sanh cũng có tội, ở đây gọi là khinh tội là tội nhẹ, mà giết người thì gọi là trọng tội, tội nặng. Còn phá thai á cũng là tội, nhưng mà cái tội này nó lớn hơn là giết chúng sanh, lớn hơn là giết gà, giết vịt, giết heo. Mà luật pháp nói rằng nếu giết người á thì cái luật trừng trị rất là gắt, nhưng mà giết chúng sanh thì không sao. Nhưng mà luật nhân quả và trong cái giới luật nhà Phật kêu là khinh tội, tội nhẹ. Nhưng mà nếu mà cái người sát nghiệp này họ hàng ngày họ giết nhiều quá, và nhiều cái tội nhẹ này nó sẽ gom một tội nặng. Tội ông Quang nói với bà đó, riêng cái tội bà ăn thịt từ nhỏ đến giờ, bà biết cái tội này nó lớn cơ mang nào. Cái nguyên tắc nhân quả, mình ăn coi như là 5 lạng thì đời sau phải trả 8 lạng. Mà hồi trước giờ mình không biết nhân quả thì mình ăn biết bao nhiêu, một cách coi như là vô tư, làm rất nhiều.